Rồi cái nào giống của nhà ông bà nội hả con? Bơ là mẹ. Cái đó con nhìn thấy giống ở nhà ông bà nội hả? Dạ. À cái đó là cái bơ lạc á. Hôm nay mình làm bánh gì nhỉ? Con đang cầm quả gì đấy? Con đang cầm quả chuối. Quả chuối. Vậy là con làm bánh chuối ăn hả? Con làm cho ai ăn đó? Làm cho mẹ. Cảm ơn nhé. Bây giờ Lisa đã nấu ăn được những món gì rồi ta? Bánh chuối nè. Hôm qua Lisa làm sinh tố gì nhỉ? Sinh tố. Bơ. Bơ. Thôi cái chữ dạ đã mất tiêu rồi. Nếu mất tiêu. Chuối. Rồi. Mẹ, chuối không đâu rồi. Ok chưa? Rồi.